Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Kiệt nha mọi người. Hola mọi người. Hiện tại Kiệt đang ở ngoài đồng nè mọi người. Hello mọi người. Mấy mình đang ở ngoài đồng nè. Tôi nghe nè. Nghe là tôi nè. Thôi, bỏ đi coi tôi nè. Chỉnh nha. Tôi nghe nè. Úp cái lúc mau á, úp trên đồng bây giờ ạ. Nãy ra xả cho mát luôn nè. Đây đất cái cổ chàng rồi lực. Rồi vô đây nó chứ cả cổ chàng ở trọng mọi người cái nè. Chào mọi người nha em. Rồi bữa nay dễ luôn mày. Trời ơi. Cái khúc nó thấy luôn á. Thấy hơn. Thấy hơn. Sao có ớt. Đuôi hả gì? Ớt ít vậy. Đủ 40 cái. Cái vườn ớt người ta này nhổ nguyên cây bỏ vô. Rồi. Ok mọi người, nói chung là bữa nay mình sẽ làm một cái clip giống như là mình vô mình khám phá nhà quan luôn mọi người. Sẵn có cây xài á, mấy cây xài lận mình vô cổng mình đem ta theo chuyến chén mắm ruốc này mình ăn xài luôn. Ở chuyện này mà mình có cái gì mình thả đây nè, mình quay hết này ha, đẹp lắm á. Ừ. Mình đang ngoài đồng nè mọi người. Con ăn xả không cảnh xúc mấy cái bằng. Nói gì nữa nghĩa. Vậy này nó dính với con xả luôn rồi. Nãy là xả giờ dính luôn rồi. Cái gì? À, chắc phải đổ đầu nè hả? Đừng ngủ. YouTuber nào à? Đi đem ra xả con trứng vào chơi mấy kiểu. Thôi giờ anh em mình lại nhà quan đi, nhà quan kìa mọi người. Bây nhà quan cho nó coi thấy. Cái nhà nó là có người ở với nhà quan. Có nhà quan không? Mày thấy không? Nó nằm ở hướng này nè mọi người. Có nhà quan đó. Có người đứng trong nhà đó. Có cái cây đó mọi người thấy không? Có mượn này đi review cái lông ăn nước. Nó chứ vào đi đặng mình khám phá luôn. Nó thục có nghĩa rồi. Đây có anh em cũng gì nè. Đó, bây đặng mình khám phá rồi sẵn mình nè. Rồi tắt đi. Ăn xài luôn, trời thằng này vô viết ghê luôn. Cái chỗ đang quay rồi. Rồi giờ mình đi tới đó mình quay tiếp cho mọi người coi nha. Gió quá. Gió mát cái này của quần xà lỏng phơi mau cô. Ừ. Câu cửa miệng của Nguyễn. Ăn hái trái xài ăn cho sướng với con người các anh. Đi. Đi. Dạ. Để leo được không ta? Có xài chín luôn rồi. Đấy. Này. Như vậy có xài chín luôn hả? Ừ, có. Tâm mới rụng, tâm mới lượng. Ở đây chiều có nhậu qua bác Tám. Ở đây chiều có đã có lượm nãy sáng nhà nó rụng. Thấy chưa? Tôi nói nhậu người ta mà. Sao nói nhậu quen? Có cãi được không à? Có lượm nãy sáng nhà chín à, nhỏ gì vậy nè. Đây có cây nè. Nên cái chỗ mình hại bắt rắn á mọi người. Chỗ này mình hay đi bắt rắn đây nè. Thì khám phá rồi thử rồi. Đây nhà quan, mùa mối quan lâu lắm rồi. Mua gì Phật. Kiếm gì vậy Nghĩa? Kiếm cái gì? Ba ứng. Cái gì? Tiền đời. Mua Phật. Cái tiền đời mà. Thấy cái bài lên nè. Đó, mình đi khám phá cho mọi người coi nha mọi người. Cái này nhà sao? Sao? Có rắn á. Rắn độc á. Nói chung mọi người nhìn cái cảnh này nè. Biết nó bỏ lâu lắm rồi. Phá mày. Đồng phòng hết. Đồ còn ít kìa. Quần áo còn mới tinh đó chứ đâu có cũ đâu. Đừng bắt mặt lá gì được không? Còn quá trời đồ. Chén tổ cũng còn nguyên. Nói chung thôi. Có một phun mực kìa. Khô rõ này luôn. Khô lâu dữ rồi. Không, mình quay mọi người coi để trong căn nhà quan cho mọi người. Đó, đó giờ mình ra bắt rắn nhiều lần rồi, mình không có vô, hôm nay mình mới vô nè. Đang quay có cái bóng đen rồi đi ngang cái tay chua. Trời ơi. Thôi tôi đi ra. Đi. Thôi ra đi. Phá quá lưng ơi. Rồi ok, mình quay sơ sơ vậy thôi mọi người. Bây giờ mình ra mình review xài. Đây cũng có bác mình ở đây mọi người. Bác của Kiệt á. Rồi giờ mình chơi chương trình ăn chua xuyên quốc gia nè. Nó mọi người thấy xài không?
Nè, đó. Nãy nhiều lắm ta, hái trời. Nói chung ở đây quen ai muốn hái hái mà. Nhiều vô hái quá trời. Cây này nhiều nè. Tâm nó rụng ba trái nè, nó rụng. Mọi người nha. Trời ơi. Cắn một cái. Nhảy dần dần luôn hả? Cái này mọi người kìm không được. Đó, giờ là Lấn đang leo lên cây. Heo leo cây. Đưa cây ra gì? Hai cái này chỉnh rồi. Không bé rồi. Cái gì vậy? Thôi à. Mắt à. Hai giờ chín không? Hai giờ đâu? Hai đi. Để có cái bịch không? Lượm cái bịch tôi nghĩ cho thằng Lấn bỏ vô. Đây nó hái được rồi mọi người nhìn thấy. Nó hái thì giờ xuống mình lượm chứ. Ở đây xài đã không? Để làm gì vậy? Nè nè kìa. Gì? Hai thằng kiệt lắm mày kêu gì tung giật mình mày. Ở xài đã không? Xài cốc. Ôi đỏ đét. Nhìn kìa không? Không đào. Không đào á. Ơi ngon. Ui. Ui, hai ba trái. Cái này tới gáo dữ nè. Hai giờ chín không? Hỏi này chín luôn rồi mày. Hái được không? À biết hàng hả, hái đi, hái đi. Ngoài nó ngoài đầu mày quá trời luôn. Cô tăng trộm. Mát thiệt à. Nhà quen mà. Nó chở mới chịu. Nhà của người ta ở nó nhà quen hoài ta. Vậy trên đầu quá trời luôn nè. Kệ có trái hòm kìa lên. Từ hái cái sống nè. Gì á? Cắn mắt nha, bự lắm á. Nè chụp em. Gì vậy nghe? Tét ra cái má nhìn không ra luôn kìa. Không lẽ hôm nay trù đây có thiệt trời. Mày rớt đây, mở xe chắc. Đây còn cây nè. Cây này chắc cũng có phải không ta? Có. Ở đó cũng có nè mọi người. Quá thì trái luôn. Đây được, mấy cái xài quá trái luôn. Ở rừng ngọn trên đầu có cây chín rồi. Gãy cái cây. Cái cây kia mẹ ơi. Trời đứng im mẹ ơi. Đại đụng đầu em nè. Nhiều rồi đó em ơi. Nhiều rồi, nhiều rồi, nhiều rồi. Hai mươi trái chín nữa. Rồi hai mươi trái thì chín này là đó. Ồ, cho nó chín kìa vậy. Ôi giật ghê. Răng mắt không? Mở bộ phận. Ôi, ủa, xài rụng. Được rồi, được rồi. Hai cái giờ chín nha. Quá trời rồi ông nội ơi. Được. Đây còn. Ừ. Hai cái nha. Đây mình hái rồi, giờ mình xài nè mọi người, nhìn mình chỉ xài đó, đó già đã không? Cái nào cái nấy nè mọi người. Cái này nó xài luôn hả? Đó, đã không? Trời ơi, con nó. Nó móc đôi dép luôn hả? Nó mọng nước đã. Răng mắt rồi. Có hái xài sống không vậy Lưng? Có mà, hái xài sống rồi. Hái quên đem cái dao trời. Sao ăn? Thôi để mình về, mình đem về mình ăn ha. Xì xính ngon quá. Đem về ăn ha. Dạ, luôn. Răng mắt là muối theo nữa. Ăn đây luôn ha. Kìa, có dao kìa. Có dao luôn kìa. Có. Cắn chứ gì? Lưu quá. Dao vậy? Rồi, giờ cho tụi nó thưởng thức cái món xài xài cốc. Tụi hai xài chín nè. Trời ơi, coi này. Xài cuốn lưng nè. Ôi, nó vàng khe luôn. Ăn đi nghĩa. Nghĩa vậy. Lên đồng nghe vậy. À, ăn mà cũng như cảm nhận gì hết. Chưa mà, mới đầu cỡ hả? Rồi, mời mọi người nha, xài chín nha. Trời ơi, đã. Mời mọi người ăn xài với mình nha. Ngọt ngọt chua mọi người. Gì vậy? Ây da, tụi chứ. Không, nó không phải là thật. Nghe tao mày ơi. Xì nước này nè. Đấy. Ê, trong đấy nó cũng xì nè. Xì nè. Xì quá nghĩa rồi. Ngồi xuống ha, review rồi. Mời mọi người nha. Xài chín ngọt cho nên mà không chấm mắm ruốc mọi người. Mời mọi người ăn với tem kiệt nha, ăn xoài nha. Quá đã. Ngọt thơm vậy mày. Thơm hả? Xoài này nó thơm vậy đó. Đây mình giới thiệu Facebook được không? Sao á? Gì? Chi vậy? Nhược vậy? Xin anh Tư hả? Đang đi. Nó nặng mày ngủ vô nó ăn hả?
Mũ á mẹ ơi. Bậy. Có mũ á. Mày đập cái nữa cho mày coi nè. Đập cái món xì hôm nay luôn á. Ờ u luôn rồi nè. U luôn rồi. U luôn rồi. Ta lấy ra ta. Cắn luôn đi. Cứ bạch trái. Đó, cái mâm ruốc mà ăn chín đậu tê. Đây. Cần là gì ơi? Coi mời mọi người. Mời mọi người ăn với kẹp miếng xài nha mọi người. Xài đó. Hết nhoi. Cay. Đó. Quay đây. Lộn đã lời em rất chút anh chưa ai. Rồi. À. Mình thích ăn xài thì chín nha mọi người. À, có đã. À. Ta cho ăn miếng xài chín là ngon. Mọi người nha, mình làm nó dành 6 trái rồi. Chín rồi. Có mấy ăn xài non rồi mà. Rồi non chấm mắm ruốc. Mấy ăn xài non hả? Anh thương em lắm nha Kiệt. Trời ơi. Kiệt mà đi chở bạn gái hay chi Kiệt? Hả? Gì nữa? Miên chở bạn gái hay gì vậy? Con Miêu cảm nhận giùm chú rồi. Để con đưa vô cái. Chứ đưa vô. Cái gì? Để con đưa vô cái. Ăn như cảm nhận giùm chú ngon không? Để con đưa vô cái. Trong cái này dám ăn đấy. Tụi lên mẹ ra ăn 7 trái rồi không ơi. Chua quá. Má chua. Rồi giờ mình làm miếng thầy sống thử mọi người. Mọi người nha. Trời bỏ bỏ mộng quá trời. Quá chứ. Có nước lạnh cái nữa trời. Dạ, cắt quá chứ. Đó dễ cắt lắm. Mọi người nha. Trời ơi. Miếng của mày chắc đứt luôn quá. Mặn quá. Tao cảm giác tao đẩy nguyên trái coi làm sao qua. Vừa mặn mặn vừa chua. Không được. Chắc đứt mà không được. Nữa à. Nhớ bữa ăn ra cái gì lộn không? Đây cái ăn hậu luôn hả? Trời ơi. Nó chát. Ăn gì chết đói. Đói gì sao? Tôi thấy này mày giống tao dữ rồi đó. Không ngon hết ba ơi. Mọi người nha. Càng quá. Ừ. Qua hả? Nói chung hả? Rồi nói chung là giờ dư nha. Dư đem tổng về. Nổi. Này bỏ không? Vậy giờ đem về à. Chén của tao. Dọn sạch sẽ về mấy cha. Gì vậy? Ơi. Nó đành rồi. Nó đành rồi. Dẹp nó về luôn đi. Hả? Dẹp nó về luôn. Cậu để nữa. Nó chạy rồi kìa. Nó chạy quá, nó chạy rồi kìa. Rồi clip anh em mình bữa nay chủ yếu là ăn xài với khám phá ngôi nhà vậy thôi mọi người. Bye mọi người. Anh để gì ăn kiến ngoài kia làm gì? Bye gì á? Làm gì á? Nói chung là chúc mọi người xem clip vui vẻ. Rồi tạm anh em mình chào mọi người nha. Bye.